Xin chào mọi người, hiện mình đang có mặt tại sân chùa Linh Sơn Tiên Thạch, núi Bà Đen, Tây Ninh. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày đầu tiên tại đây tổ chức lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Được biết, lễ vía bà kéo dài trong 3 ngày, ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 5 âm lịch. Mình thấy sân chùa trang trí rất là đẹp. Mình sẽ đi quay một vòng quang cảnh ở đây cho mọi người xem nhé. Du lịch Tây Ninh được mọi người nhắc đến như một bức tranh đa màu sắc với nhiều lễ hội, đặc sản và địa điểm tham quan nổi tiếng. Tuy nhiên, nổi bật nhất trong bức tranh đa sắc màu ấy là các lễ hội Tây Ninh độc đáo. Trong đó, một số ngôi chùa nổi tiếng thu hút đông người đến viếng như chùa Bà Đen, chùa Thiền Lâm Gò Kén. Bên cạnh đó, vùng đất này còn được nhiều người biết đến với các lễ hội vía các vị thần mà họ tôn thờ theo tín ngưỡng Phật giáo. Nổi bật nhất là lễ hội vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Lễ vía bà cũng là dịp cực kỳ quan trọng, thể hiện rõ nét văn hóa du lịch tâm linh của người dân Tây Ninh, gắn liền với quyền tích kỳ bí về Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen, Tây Ninh. Lễ hội vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu được tổ chức hàng năm vào tháng 5 âm lịch với các nghi thức lễ chính kéo dài trong 3 ngày, mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 5 âm lịch. Trải qua nhiều thế kỷ với giá trị tâm linh, văn hóa đặc sắc, lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và là sự kiện thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm về. Năm nay, lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu sẽ được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Tây Ninh cùng ban điều hành hệ thống các chùa núi bà tổ chức vào các ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 5 âm lịch tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch, điện bà Linh Sơn Thánh Mẫu, núi Bà Đen với đa dạng hoạt động tâm linh, văn hóa nghệ thuật và nhiều trải nghiệm mới mẻ. Suốt trong 3 ngày lễ, tại điện bà và chùa bà đầy đủ các nghi thức truyền thống như lễ hưng tác, thỉnh thành hoàng bổn cảnh, lễ cúng ngọ Phật, cúng củ quyền, tiến củ quyền thất tổ, ngũ âm bá tánh, lễ tắm bà sẽ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của chư vị tăng ni tại chùa bà cùng nhân dân và Phật tử thập phương. Ngoài phần nghi lễ, trong các tối mùng 4 và mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo như múa mâm vàng, múa rồng nhang long mã hay những trích đoạn cải lương đặc sắc về sự tích Linh Sơn Thánh Mẫu cũng sẽ được trình diễn bởi các nghệ sĩ từ nhiều đoàn nghệ thuật mang tới cho người dân và du khách tới núi bà, đa dạng trải nghiệm tâm linh và văn hóa truyền thống dân gian. Đặc biệt, trong ngày chính lễ mùng 5 tháng 5 âm lịch, Phật tử và du khách đến núi Bà sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa, viện chủ hệ thống các chùa núi Bà, Tây Ninh. Bà là người có công lớn trong việc làm sống lại vẻ đẹp của núi Bà và tôn tạo xây dựng hệ thống thờ tự linh thiêng tại núi sau khi bị chiến tranh tàn phá. Một nét mới độc đáo của lễ vía bà năm nay là chương trình dân hoa đăng được tổ chức vào chiều ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch tại khu vực chùa Bà. Sau lễ dân đăng trên khu vực đỉnh núi dịp đại lễ Phật đản vừa qua, ý nghĩa linh thiêng của hoạt động này đã thu hút nhiều Phật tử và du khách tìm về núi Bà để được nguyện cầu những điều tốt lành cho đất nước, cho bản thân và gia đình. Suốt thời gian diễn ra lễ hội, toàn bộ khu vực chùa Bà được trang hoàng lộng lẫy và trang nghiêm với hàng nghìn lồng đèn hoa sen, đèn nón lá, lồng đèn hạt lúa và cờ hội Phật giáo. Lễ vía bà cũng là dịp để người dân, du khách hành hương, chiêm bái ngọn núi Bà linh thiêng, vốn được coi là một trong những đại huyệt mạch của quốc gia. Tại khu vực đỉnh núi, quần thể công trình tâm linh kỳ dĩ với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất trên đỉnh núi, khu triển lãm Phật giáo với hàng trăm tác phẩm nghệ thuật Phật giáo kinh điển. Đặc biệt, trong không gian tầng 4 của Trung tâm Triển lãm Phật giáo dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Phật tử du khách sẽ được tận mắt chiêm bái Ngọc Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là Ngọc Xá Lợi do Liên đoàn Phật giáo Thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ trao tặng Việt Nam năm 2014 với mong ước Phật giáo Việt Nam phát triển tốt đẹp, ngày càng thịnh vượng, hộ quốc an dân. Ngọc Xá Lợi Phật được tôn quý như một báu vật, nơi nào có sự hiện diện của Ngọc Xá Lợi Phật, nơi đó sẽ được đón nhận nhiều lợi lạc, an yên và phép màu nhiệm. Núi Bà Đen hiện là nơi hiếm hoi tại Việt Nam, được chọn lưu giữ bảo vật của thế giới Phật giáo.
một vị tứ thập lục đạo Phật tế quan gia bồ tát pháp do thiên thị diệu quốc dòng thanh đồng màu tử mạng lộ độ phát hoàng thực tích quân luân lại cổng chùa Linh Sơn tận ba dặm chân á chiếu sanh tận độ chỉ định dẫn chỗ mang đào nhân thức bắt đầu tiên công diễn biệt tử gia kiếm mạng thị nhân ngã lăng kê thần minh tịch phố bộ đề điện đại đức thần chúa khác thì chỉ mà cho thị lục hòa mang tất công đại thừa bố diệt chiến quyền dân thị sách tận độ kỳ ma tất cả đạo ảo càng là thơ thành hoạt thị bị hoa lên thần phố tại chỗ đầu chúng nam mô minh giáo chủ quốc hộ hồn tôn đại nguyện địa tạng dương bồ hòa tát tát đại chứng mình công tân chủ mà quỷ dương dân còn chú nhà di thiện cùng nguyên quê nhân hoàng hoàng nhất quá địa còn thiên môn đọc qua nào kiểu kiểu chiếu đề tiến đường yên lòng tiến phục tự quen tất tất ca mà chiến chiến chỉ dẫn cần sờ tẩy tử quý màu ở thiên nga ngô á hòa á sở tới giờ còn bị thân chủ là có ai thường là sở được ở lại dặn đó đi đồng nghĩa đâu về nhận chỗ đâu Thank you.
Yeah.